Hello, mình xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục ghé vựa bông trang của cô bên dòng kênh sáng Lấp Vò để review cho các bạn xem những cây bông trang một cốt mà hôm trước có anh kia hỏi mình, hỏi giá cô mấy cây bông trang một cốt bao nhiêu, giá là bao nhiêu. Thì hôm nay mình ghé mình review lại. Xin mời cả nhà cùng xem nhé. Có chục mấy cây kia nhỏ này bụng qua ống dao, nó phồng dao ở ngoài Hà Nội được cây 100.000. Cái này cây gốc của mẹ của nó nè. Lâu lắm rồi. Cây một cốt này là nhiêu cô? 100.000 cây. 100.000. Dạ. Đây là mấy cây một cốt này 100.000 nè mấy bạn. Ủa giao có con cây tới Hà Nội. Cây một với hai cây chăn chiên nữa ba cây à. Vậy hả? Út tới rồi. Rồi tới ngoài tiền phí người ta chịu hả cô? Tiền phí người ta chịu. Dạ. Vậy người ta chịu tiền phí thì cũng được rồi. Tiền phí thì mình giao được. Dạ. Tại mình bán không? Một cốt thì cây nó to cho nên cái thân nó ở giữa. Mấy cây bông trang một cốt bên đây nữa nè. Ôi người ơi. Đó. Một hàng cô để nè. Vậy là hàng này cũng 100.000 cây thôi cô. Quay lên cao. Cây này bự. Nếu như mà mấy cây một cốt này là tầm bao lâu ta? Năm hơn hai năm. Hai năm. Dạ. Bởi vì dân người ta chơi cây kiểu người ta hỏi đó. Ta biết liền. Thì ra là một cốt là nó lâu năm cho nên cái thân nó to. Cái bông trang lá xoắn là bông nào ta? Lá xoắn là bông trang đây. Dạ là thứ mấy cái trang sen luôn ta. Hồng phấn. Hồng phấn dạ. Cái này trang lá xoắn. Dạ. Hàng này là 100.000 cây nha mấy bạn. Một 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hàng này cỡ 20 cây. Hai gốc này cũng rất là to. Cỡ 2 năm. Bên đây gốc ở đây cũng 100.000 luôn nha mọi người. Ghê đó. Người ta tới người ta hỏi. Người ta tới hỏi mua. Em này là ông trong đó sống nè.
này cũng một cốt luôn nè. Một cốt đưa lên nè. Dạ, một cốt thẳng đưa lên. Cốt thẳng lên. Còn bên đây nhiêu con? Hồng phấn bên đây nhiêu? Phấn này dạ. Cao 100 ngàn, nhỏ 100 ngàn. Dạ, vậy cao 100 ngàn, nhỏ 50 ngàn. Xem mấy cây hồng phấn đỡ rực hết lên. Ủa hồng chứ, hồng phấn gì nó hồng rực hết lên. Cái cây này thì nhỏ, nhỏ là 20 ngàn. Cây này bán 25 ngàn. 25 ngàn. Hôm nay cô chất có hàng đẹp rồi nè mấy bạn. Đó, nhìn vô rất là dễ. 25.000 một chậu hồng phấn lá xoắn. Hàng này hồng phấn lá xoắn. Ôi, có một trang màu trắng rồi nè cô. Có màu trắng rồi nè. Được một cây màu trắng nè. Hai cây màu trắng rồi. Ồ, này giống như là nó trộn. Nó trộn vô. Cái này cũng màu trắng mà. Dạ, cái này nó trộn vô nè, màu trắng với màu hồng luôn. Nó lấy nhiều 30 cây nè, lần này. Bên này màu trắng nữa nè mấy bạn. Đó, cô dắt cô đi. Hàng này 25.000. Cái đó cũng màu trắng luôn hả cô? Đó. Bên đây bông trang màu trắng nè mấy bạn. Bên đây 25.000 chậu luôn. Màu trắng là lá nó cũng sắn nè. Nó giống vậy, nó giống cái loại hồng phấn. Còn bên kia lá hẹ, này lá hẹ loại nhỏ. Còn lúc nãy ở trên nhà nó một cốt rồi giờ. Phía bên kia của cô chất là ghe người ta lại, người ta lấy rồi hả cô? Lấy rồi. Lấy 360 cây. 360 cây. Họ bán bà đó không gần 10 triệu bạc. Dạ. Vậy tính ra là 20 ngàn cây. 20 ngàn rồi cây trang bự 40 ngàn. Dạ. Là cô đó, cái chủ đó lấy lộn xộn hả? Lấy lộn xộn, bự leo bự nhỏ con nhỏ. Dạ. Tính thì giao 3 cây mà giao tới Hà Nội. Ừ. Kệ giao. Hôm mốt người ta tuốt ngoài Hà Nội mình ta mua được trong này, cái người ta nói mua tuốt ở trong này người ta giao tới là người ta tin tưởng, người ta giao cái nữa người ta giới thiệu. Người ta truyền miệng nha. Thấm. Thấm mua giao cũng giao cũng 2-3 người quá. Hà Nội giao được 20 dạ. Con kê con xem ở trên mạng thấy ở ngoài thường mấy cái lá to nhiều. Cô giao ngoài Hà Nội là bông trang nào? Bông trang lá hẹ. Lá hẹ thứ này nè. Nhưng mà nó cao một cốt nè. Một cốt mấy cây bự chứ nó 100 dạ. ngàn. Tại ở ngoài đó thường mấy cái lá bông trang lá hẹ rồi bông trang vàng, mấy cái trang sen người ta có nhiều. Ừ. Lá chín sen với mà lá hẹ với mà những cây trang vàng. Còn bên đây là cô chuẩn bị vô phân nữa hả? Vô phân đó. Phân này là gồm gì cô? Phân gơm mục với chấu với cắm dừa trộn lại.
thêm một chấu với cám dừa. Dưới có cho nước không ta, có cho không ta, thấy đen đen. Không có cho, không có cho cô. Chỉ là gom một chấu với cám dừa. Mấy cái này giống như là mấy cái sơ dừa mà để lan nhưng mà người ta xay nhuyễn ra. Xay nhuyễn ra. Dạ. Hẹn qua con ghé cô trên ghế bông hồng á. Thấy cổ đang đứng xế xế cái chậu không hồng. Thấy, không coi cái đứa thấy. Chậu bông hồng rồi đồng á, chỗ bông đẹp lắm mà lại chỗ này chưa có đem vô, mơi mốt thì đem vô trong này để. Cô bà để cái này mát quá nó không tốt. Hình như cái cây đắng nó bị che nắng nhiều quá. Ở đây đựng cái mấy cây nể thưa nè. Trời ơi, khúc có đắng mấy cây kia che quá à. Rồi mấy cây, cô mới đem mấy cây mới về đẹp mình xanh luôn, mở bữa hổm bán hết trơn nó thưa. Bán trơn nó rồi đang lên. Ghê nè, ở đây tới rồi. Này có một vàng chân hẹ rồi. Vàng hẹ đằng này mọi người ơi. Bên kia thấy gì cô? Đây mấy lá hẹ đây. Bên đây thì nhiêu cô? Bên đây nhiêu? Ồ, một cốt nè. Dạ. Bông nó đang uống nhiên nhỏ rồi nè. Vậy là ở đây 40.000 một cốt. Một cốt này thì nó nằm nghiêng bên. Đây cô chủ nè mọi người ơi. Mua quá chừng luôn mọi người ơi, người ta lại đặt hàng đó. Nè các bạn, mình nghiêng nghiêng cái chậu cho mấy bạn xem nè, mấy cây nhỏ nhỏ cũng một cốt nè, mấy cây lớn mà nó một cốt đó thì ví dụ như cây lớn lúc nãy thì 100.000, còn mấy cây nhỏ nhỏ này thì 25.000, nó cũng một cốt. Mấy bạn xem ở chân giữa nó có một cây à, một cốt không à. Đó. Phải nghiêng gì người ta mới thấy một cốt. Nó lùng quá. Dạ, nó lùng quá lá. Đây nó cũng một cốt. Cây nhỏ này toàn là một cốt không à mấy bạn, nhưng mà cây nó nhỏ thì nó rẻ tiền hơn 25.000. Ồ, cái cây này nó cao nè, nhiều bông nè. No.
bên này mấy cây phân chuẩn bị vô chậu thêm. Cái hàng mấy hàng này linh sam nè mấy bạn, có ai cần mua linh sam thì comment bên dưới nha, mình sẽ hỏi giá cô sau. Chiều chiều mình về ngang đây là gặp cô bên vựa bông giang, rất là nhiều, và tàu chạy qua lại, phong cảnh rất là hữu tình. Có một chiếc tàu qua nữa nè mấy bạn. Đó, đẹp nghe chưa. Cây vàng bên đây cũng một cốt nè mọi người. Một cốt. Cái cây bên đây cũng một cốt nè mấy bạn. Cái cây này mấy cây vàng. Một cốt không à nha mấy bạn. Đây nè mọi người ơi, thân này cũng khá lâu. Bên đây mấy cây nhỏ này. Kia là cái mô trên cao, hôm trước mình ghé cô chất mấy cái hàng bông ở trên cái mô cao trên đó, cao lên cho dễ thấy đó mọi người. Các bạn ơi, nãy giờ mình quay video khá dài rồi, có lẽ mình tạm dừng video ở đây. Mình chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Và hãy tiếp tục ủng hộ mình bằng cách đón xem video tiếp theo nhé. Bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.